าราชโกงเนี่ยทำไงได้บายเลยยาวไรพอทีเดียวก็ดูสมุทรตีจะได้การถือบอลรุดลูกตามารุดBóng ra về được trả về cho Stegen. Varane. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Mất bóng. Có cơ hội.Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Lionel Messi. Anh sẽ không bao giờ tin được là tình huống này có thể là một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tường Hoàng. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Cristiano Ronaldo. Tuyệt vời, bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy.Và cứu hòa cực kỳ ấn tượng. Lại một lần nữa họ đã cân bằng tỷ số và cái thật bất ngờ và họ xứng đáng với điều đó. Dứt điểm đẳng cấp, thủ môn không có một cơ hội nào trong tình huống này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 cho cả hai đội.Frankie De Jong. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Claren Sirop. Luka Modric. Luis Suarez. Sút. Ghi bàn. Quá tuyệt vời. Một pha ghi bàn đẳng cấp. Suarez luôn là như vậy. Chúng tỏi luôn biết cách để tạo nên siêu phẩm.Về vạch xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Có thể sẽ có thẻ vàng. Rất hay. Ashraf Hakimi. Tạt bóng đi. Và đây là cú sút.Đó là pha cản bóng thân sâu, một quả ném biên ở đó và rất gần với nơi đá phạt góc. Tạt đi. Jordi Alba vừa có pha phóng lên. Sút đi.Pha cứa lòng tuyệt vời. Vâng đúng vậy. Đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Trận đấu có tính chất giải trí. Tỷ số được cân bằng một lần nữa. Chỉ cần một cú tấn bóng để qua đó. Sút đi. Bàn thắng chưa đến, tỷ số vẫn chưa thế rồi. Vâng, một trận đấu căng như dây đàn cho đến tận phút cuối cùng. Jordi Alba.Frankie De Jong. Claren Sirop. Frankie De Jong. Sergio Busquets. Lionel Messi. Đây là khoảng cách giữa siêu sao và một cầu thủ giỏiDúng là như vậy, một siêu sao sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Claren Sirop. Messi.
và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Cơ hội từ đường chuyền, bắt bóng. Rất kỹ thuật. Hai đều là kết quả. Hiệp hai bắt đầu. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Luka Modric. Đó là cú xoạc bóng đúng thời điểm. Messi. Rất nhanh. Sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Xe có phản góc. Varane. Đã thi đấu rất hiệu quả và chắc chắn, và họ đang cố gắng để mình vươn lên dẫn đầu. Và anh ta đã giữ được bóng sau pha không chiến đó. Thật tuyệt khi sút. Bây giờ họ đã cầm nắm dẫn trước. Đây là cái cú sút của nó thật tuyệt vời. Một trận đấu tốt. Bài. Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân rất tốt. Và chạm và xử lý bóng rất tuyệt vời. Eden Hazard. Frankie de Jong. Jordi Alba. Anh ấy đã cướp được bóng. Frankie de Jong. Messi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Thủ môn không cần di chuyển vẫn bắt được bóng. Luka Modric. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã bắt bóng về chân đối thủ. Tiến lên đi. Sút. Ôi, bóng đã được giữ lại. Bóng đã vào lưới. Thủ môn đã không được cản phá thành công. Những đội bóng nhỏ luôn chứa được một phải khác gây bất ngờ. Đúng thế, họ đã có tinh thần thi đấu rất cao trong trận đấu này. Họ sẽ không từ bỏ dù chỉ là những hy vọng nhỏ nhất. Bản thân xứng đáng với những nỗ lực của họ. Tỷ số trận đấu được cân bằng một lần nữa. Cứ như là tàu lượn siêu tốc vậy. Frankie de Jong. Ashraf Hakimi. Ronaldo. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Ronaldo. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Có cơ hội ngay bây giờ. Đây sẽ là một quyết định kết quả sau cùng của trận đấu. Hôm nay thì thủ đó đã không quá chích. Anh ấy đã chơi rất tốt. Màn trình diễn vô cùng đẳng cấp. Một bữa tiệc bàn thắng đáng để xem. Một cảnh tượng tuyệt vời. Rất nhiều bàn thắng. Rất trống trải. Đây có lẽ sẽ là pha đá phạt cuối cùng của trận đấu.
thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Thời gian bây giờ sẽ là 2 phút. Sút đi. Một pha dứt điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không hoàn thắng. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi, quá đáng tiếc. Chiellini vừa có pha phóng lên. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay đã chính thức khép lại.